Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel The Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở con mùa vượt thời đại rồi. Xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok, và đầu video thì cho mình xin cảm ơn bạn Bảo nha, cũng như là chủ ạc này đã gửi mình cái ạc này để mình review cũng như là test down ở cái boss lần này. Đấy, và rất cảm ơn hai bạn luôn. Ok, hiện tại đây thì mình có một ạc ép mẫn anh em à. Hiện tại là lực chiến khá là cao đó, 226 triệu lực chiến rồi. Anh em có thể thấy khá là cao anh em à. Đấy, hiện tại đang cái bảng xếp hạng ở trong server là hạng 1 đây đó. Và mình sẽ show luôn cái phần kỹ năng với lại thiên phú để anh em có thể tham khảo ha. Những anh em nào đang chơi cái lát ép mẫn thì có thể tham khảo cái phần này ha. Ok, hiện tại chế độ thường nè và chế độ chiến đấu. Còn bên phần thiết lập kỹ năng với lại thiên phú đây anh em à. Phối kỹ năng nè. Đó, chế độ thường và chế độ chiến đấu. Còn bên thiên phú đây. Thiên phú thì bạn Bảo chơi maximum bên công đây. Và hệ phòng ngự thì cũng max luôn anh em à. Đó. Hệ thông dụng đây. Hệ thông dụng thì đi nhánh phải nè. Có vẻ như là thiếu điểm để mà đi luôn cái nhánh trái. Dám chừng có đủ điểm mà đi luôn cái nhánh trái anh em à. Theo cái kiểu mà cộng cộng như này là dễ đi full hết lắm nè. Ok, còn bên nguyên tố thì không có cộng nè. Đó. Đây. Anh em có thể tham khảo nha. Hiện tại là cái level là đang 379 rồi anh em à. Còn thêm 21 cấp nữa là lên chuyển 8 rồi. Đấy. Để coi. Đù ghê vậy. Cho hơi đam kìa. Siêu đam anh em ơi. Quá wow, ép mẫn này kinh điển quá, siêu đam anh em à. Kinh. Hơi top 1 chắc rồi. Top 1 chắc cú rồi anh em à. Có cái ông gì đâu phong ba ở đây nè. Ông đứng ở cưng đơ vậy. Chắc đang lắc à. Vãi dưỡng. Coi kìa. Ông mới ra một tiếng thôi. Mới nhiều. Mới có 30% thôi mà đã gần 9k đam rồi anh em ơi. Hoài. Kinh. Kinh dị thiệt anh em à. Sự thật luôn á. Quá kinh dị luôn. Mạnh vãi. Công nhận cái ép mẫn này cái đam đổ khủng khiếp thiệt chứ. Mà tầm lực chiến này đổ kinh điển quá anh em à. Đúng không? Kinh điển thiệt chứ. Wow. Căng ha. Ừ, cỡ này thôi chứ. Anh em thấy mấy anh em đằng sau mình chưa tới 1.000 nữa. Chưa tới 1.000 điểm nữa mà mình đã lên tới 10, 11.000 rồi. Quá wow. Quái thiệt. Ừ, lụm thôi, lụm thôi. Tranh thu lụm lụm người vô quánh vút tiếp anh em à. Đó, em nó, đập nó. Chơi nó. Rồi, rồi vô bắn tiếp. Chạy ra chạy vô khí thế anh em à. Là mất một khúc đam. Mất cả ngàn đam á. Ba cái con vệ sĩ quái thiệt. Ừ, kinh điển quá anh em. À, cái này chắc bèo lắm cũng phải lên tới ít nhất cũng phải 30k rồi. Kinh. Dạ mang. Khiếp anh em à. Để cho anh em xem cái hạng đấu trường ở đây của cái này luôn. Hiện tại đang nằm top 2 anh em à. Để coi ghép với server. Ghép server này gắt nha, gắt củ kiệu nha. Coi kìa. Ơi, 220, 201 không anh em à. Gắt nha. Còn trăm mấy hơi bị nhiều đó. Trăm mấy hơi nhiều anh em à. Đù, căng nha, căng nha. Coi bộ cái này tranh top 1 cũng căng thẳng anh em. Tại vì 4 người 220 rồi. Thì tranh top 1 cũng khá là căng thẳng. Đúng không? Rất là căng thẳng ở cái server này luôn. À, câu bộ liên server cũng căng ha. Ok. Lay quay lên tới 17k rồi anh em à. Kinh. Đó. À, cho mình cũng xin chào những anh em nào có mặt ở trên video luôn nha. Đấy. Sĩ Đan nè. À, rất lất cất. Vũ Trân. Nhã Uyên. Huy Hùng. Cái gì bên đây, ông bên đây là gì? Mau Gia. Rồi ông nằm ở đây là gì? Phong Ba. Đù, dần vãi. Khá là dần anh em ạ.
ngon ngon. Để coi ở trong cái server này còn 7 gui nữa mà. 7 gui nha. 7 gui thì nói chung là gui top 1, gui top 2 trên lệch kiểu này thì nó hơi bị cao quá rồi đúng không? Khó có thể mà giật lại được. Có vẻ như công thành chiến cũng căng ha. Công thành chiến khá là căng anh em ạ. Đù lên 20k anh em ạ. Đù 20k mới có nửa đường thôi. Rồi vậy là nắm vị trí tầm 40k hơn là chắc rồi anh em ạ. Ngon lành luôn. Mới nửa đường thôi mà đã 20k rồi. Kinh. Quá. Wow. Tầm cái lực chiến này đúng là cái đam đổ ra kinh điển thiệt chứ. Quá dữ. Đúng là sức mạnh của Đô La thần trưởng. Hiện tại cái hạt này của bạn Bảo nè, với một người nữa chơi chung từ trước tới giờ luôn. Nó hai ông góp lúa lại thổi cơm đây. Bữa mình có review một cái hạt chuyển năm thôi anh em à, ở cái server mới thì cũng ông Bảo chơi luôn đó. Nói chung là một cái hạt chuyển năm thôi mà khá là vip, cả 100k lực chiến nha. Đấy. Kinh điển. Ủa, hạt thì vip 15 rồi anh em à. Nãy giờ quên để ý cái vip 15 nữa. Mát vip rồi. Đó là mát vip rồi anh em à. Không còn chỗ nào để mà nâng vip nữa. Chỉ đợi bên full tab nó ra cái vấn đề nâng vip thôi chứ. Đấy, tất cả các gói mua hết luôn rồi. Một trong những hạt phải nói là đầu tư hơi bị xịn sò rồi anh em à. Đỉnh rất là đỉnh luôn. Thật sự mình thì mình chủ yếu mình làm YouTube vui vẻ, mình muốn quay lại những kỷ niệm này cùng anh em thôi chứ mình đua với anh em rồi mình đua không nổi anh em ơi. Thật sự nhiều anh em chơi đẳng cấp quá, rất là đẳng cấp, thật sự mình không thể đua lại được với anh em được. Mình thì chỉ có nhiệm vụ là mình review cho nó vui vẻ, những cái gì đó mình cần review cho những anh em nào cần tham khảo, đó là cái điều mình cần thiết nhất khi mình làm YouTube nè. Nhà mình cũng muốn truyền tải cái nội dung giải trí là vui vẻ nhất anh em à. Đấy. Mình không có đi theo cái thiên hướng mà gọi là phải gọi là tranh chấp mà phải gọi là dữ nhất, mạnh nhất hay là xịn nhất nha. Mình ít bao giờ mình đề cập tới mấy vấn đề đó anh em à. Tại vì càng đề cập tới mấy vấn đề đó thì anh em biết rồi đó. Cái lợi đầu tiên thì bên nhà phát hành họ húp hết rồi đúng không? Đâu tới lượt anh em mình. Đó. Nên mình ít bao giờ mà mình đề cập tới mấy vấn đề đó. Chỉ làm khổ anh em thêm thôi. À. Ok. Quá đam anh em ơi. Đam thế này thì thôi chứ. Thứ nào mà chịu nổi nữa. Rất tiếc là hôm nay là thứ bảy nè, nhưng mà do ông Bảo ông đánh cái đấu trường hết rồi anh em à. Nhưng mà mình sẽ quay lại ở cái clip này, ở cái hạt này, mình sẽ review vấn đề đấu trường cho anh em xem nha. Xem thử là với cái lực chiến này đánh đấu trường nó sẽ căng thẳng như thế nào anh em ạ. À, theo mình nghĩ là nó khá là căng thẳng đấy. Tại vì trong cái đấu trường thì có 4 tớp là nói chung 200k lực chiến thì cũng thứ dữ rồi. À, còn lại trăm mấy thì cũng khá dễ chịu. À, chỉ sợ gặp 3 tớp kia thôi. À, còn lại thì mình nghĩ chắc khá là dễ nuốt. Tại vì còn ép anh em biết rồi đó. Đam nó đổ ra nó đánh đòn chí mạng với... với lại mà hoàn hảo á, ghê lắm anh em à. Thật sự con ép nó có lợi thế đó, mà cái lợi thế mạnh nhất của nó là cái bất tử nữa chứ. Uầy, bất tử con ép mà thôi á, siêu xịn. Có nghĩa là giống như là con ép nó bất tử nó chấp mà bên kia là full cái máu luôn á, nó vẫn quật ngã được anh em à. Ghê lắm, nếu mà cùng lượt chiến á nha. Thật sự con ép nó ghê gớm chỗ đó. Wow, gắt nha. Quay lên 50k chắc luôn anh em à. Ui 50k giả dạ mang kinh điển khiếp. lộn nha, bên cá nhân thì chỉ có gần 40k thôi nha anh em. Mình lộn bên cái gui. Gui thì 50k rồi, gấp đôi bên gui bên kia, quá lớn, con số quá lớn anh em à. Khó để mà cái gui top 2 có thể vượt lại được. Rồi 40k nằm chắc rồi anh em à. Nằm chắc tung tay luôn rồi. 39 39.3 đó. Ghê.
Đỉnh khiếp anh em ơi, dễ không ai. Boss này sao nó ốm ốm vì sao mà nó đưa cho hai viên thức tỉnh rồi ta. Phải con boss thì chứ, boss này chơi điêu à. Ok thôi được rồi, mình cũng đã hoàn thành xong video mà test ra đam boss ở cái lát ép mẫn này. Hoài mạnh quá anh em à, thực sự rất là mạnh luôn, lực chiến đổ ra kinh khủng quá. Đấy. Rồi cho mình cũng xin chào anh em ở trong gui này luôn nha. Đấy, hẹn gặp anh em vào video khác của mình. Xin chào toàn thể luôn.